đảo khỉ. Chú khỉ đang nhảy vui vẻ. Rapunzel đi đến tham quan đảo. Wow. Cho khỉ ăn chuối nè. Rồi xin kiểu ảnh đẹp nha. Chói mắt quá. Khỉ tức rồi nha. Lấy luôn tóc đi nè. Trả lại tóc tôi đây. Khỉ mang tóc lên một ngôi nhà cây. Wednesday ơi, khỉ mang tóc về này. Tóc của ai đây? Đó là tóc của tôi. It's mine. Khỉ không được làm thế nha. Xin lỗi bạn nhé. Follow me. Tôi sẽ giúp bạn. Let's go. Cùng làm lại tóc và váy đẹp cho Rapunzel nha các em. Tô màu cho tóc xinh nè. Tóc cầu vồng xinh chưa? Ok. Tiếp đến tô màu cho váy. Váy phong cách rừng cây. Thêm một chút nhũ lấp lánh nè. Đính đá lung linh nữa nha. Thay đồ mới thôi Rapunzel ơi. Wow. Chải tóc lại cho xinh nha. Rapunzel xinh quá. Thanks. Cảm ơn bạn nhé. Không có gì nha. Cùng chơi với các chú khỉ nè. Chào mừng đến với đảo khỉ. Hi hi. Tôi rất thích bơi ở biển. Tôi có món quà muốn tặng cảm ơn bạn. Come on. Wow. Come in. Let's go. Đố các em biết chúng ta đang vẽ gì nè. Đúng rồi, là đồ bơi nha. Trí đồ bơi cho Wednesday nè. Xinh quá. Thay đồ bơi thôi. Thuyền đến đón Rapunzel rồi. Bye bye. Bye. Hẹn gặp lại các em ở tập sau nha.
Ngôi trường trông ma mị quá. Sợ quá, có gặp ma không đây? Vào được lớp học rồi. Ôi trời ơi, cứu với. Vài tiếng trước có chuyện gì nhỉ? Squid tôi bị ốm nên phải ở nhà nhé các em. Sắp tới chúng ta có cuộc thi trang phục Halloween. Cô dán lên bảng đây nha. Cả lớp thích thú ghê. Ô, Rapunzel ở cùng ký túc xá với Mavis kìa. Rapunzel nằm ở giường bên cạnh luôn. Đẹp quá, cặp gì vậy ta? Cùng mở ra xem bên trong nhé. Thì ra là cặp đựng đồ trang điểm. Cặp nhỏ vậy mà đựng nhiều đồ ghê. Búi tóc lên cho gọn nha. Tẩy trang để mặt thật là sạch nhé. Cạo lông mày đi nè. Ồ, làn da hồng ư, lạ quá. Phấn mắt cũng hồng luôn. Mi dài cong vút nha. Đôi môi hồng căng mọng xinh ghê. Đầu trông quen quen rồi đấy. Rapunzel hóa trang thành ai vậy nhỉ? Mái tóc chuyển hồng rồi đấy. Đeo kính áp tròng xanh lá cây nữa nè. Chính là Mommy Longlegs. Bộ váy mới đẹp ghê. Rapunzel hóa trang thành Mommy Longlegs xong rồi đây. Hai cô bạn Rapunzel và Mavis đều xinh đẹp làm sao. Hóa trang xong rồi thì đến trường thôi. Xin chào Sayako và Frank nhé. Ai cũng hóa trang đẹp quá đi. Trang trí lớp học thành Halloween nhé. Hai chiếc bàn tròn để kẹo và bánh ngọt nè. Chiếc bảng đơn điệu được tô điểm bằng bóng bay ma quái. Như là phải có bí ngô nha. Lớp học được trang trí đẹp quá phải không nào? Ơ, sao Squidward lại ở đây? Ôi không, sao lại có những ngôi mộ ở sân trường vậy? May quá, thì ra chỉ là mơ. Okay.
Bây giờ Squidward mới đến trường thật đây. Đây rồi, chính là cảnh tượng đáng sợ lúc mở đầu đấy mà. Sợ quá, chẳng có ai trong lớp cả. Ha ha, dọa được Squidward rồi. Cửa ơi, mở ra đi mà. Gì đây, thì ra là các cậu hóa trang sao? Ok. Hey, hey. Chào mừng Squidward đã khỏi ốm nhé. Wow, bữa tiệc nhiều món ngon quá. Bánh ngon quá đi, ăn thôi các cậu ơi. Squidward cũng ăn một cái nha. Gì thế này, cô giáo là ma sao? Ôi không, Squidward sợ quá, té xỉu luôn rồi. Rapunzel muốn thi hoa hậu sao? Wow. Thí sinh đầu tiên là Raquel. Theo là hai cô gái xinh đẹp khác. Ôi không, khán giả đang la ó vì Rapunzel lượn thượng. Hello. Hello. Hi there. Wow. Nhìn Raquel ngán chân Rapunzel kìa, thật là xấu tính. Wow, Rapunzel không hề tức giận. Đồ trang điểm vỡ hết rồi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tặng Rapunzel đồ trang điểm mới nhé. Giờ thì tô màu cho chỗ trang điểm vừa vẽ nhé. Xuất sắc. Wow.
hẳn nhé. Trang điểm thật đẹp nữa. Thầy chiếc váy khác thôi. Wow. Váy màu hồng là đẹp nhất. Đính thêm chút lấp lánh nữa nào. Và đừng quên những chiếc lông vũ tuyệt đẹp. Wow. Ok. Thêm đôi giày nữa là hoàn thành. Hoàn hảo. Khán giả rất thích trang wow. Hello. Hello. Trang Vinh Xeo mới là người được yêu thích nhất. Một trăm điểm cho Rapunzel, còn Rapunzel chỉ được 80 điểm thôi. Rapunzel lại định làm gì nữa vậy? Ôi không, Rapunzel bị ướt rồi. Yes, yes. Congratulations. Tội nghiệp Rapunzel. Đừng buồn nữa, Ken sẽ ăn uống cho Rapunzel nhé. Ôi, hình như có âm mưu gì đó. Hai nàng tiên cá dưới biển ăn ngon thế. Tiên cá Sayako mập định ăn gì đó. Oh yes. Ew. Hai chàng trai nghịch ngợm quá. Stop. Tiên cá Rapunzel nổi giận vì hai bạn trêu chọc Sayako. Lâu bẩn cho Sayako nè. Nice. Thank you. Hey. Sorry. Bọn mình xin lỗi nha. Ô kìa, phù thủy Ursula bỗng dưng xuất hiện. Bắt cóc Rapunzel là được nhiều tiền lắm đây. Hai tên con trai này vướng đường quá đấy. Trời ơi, bị thôi miên thành hai chú cá ngốc rồi. Tất cả tránh ra. Tức quá, nhất định phải bắt được Rapunzel. Sayako vì bảo vệ Rapunzel mà bị bắt đi. Rồi Sayako sẽ ra làm sao đây? Sayako bị nhốt và canh gác rồi kìa. Rapunzel về kể lại chuyện với cha.
Ok. Thanks. Mượn cha cây trượng phép để đi cứu bạn nào. Đi nhẹ nói khẽ nha. Tớ ở đây, cứu tớ với. Hai tên này bị phù thủy thôi miên thành tay sai rồi. Buồn cười quá, gõ một cái bị ngất xỉu luôn. Giờ cứu Sayako thôi. Không xong rồi, phù thủy đã nhận ra điều bất ổn. Let's go. Ai cho các ngươi làm vậy hả? Ai sẽ chiến thắng đây? Sayako mua mẹo phá rối phù thủy nè. Bị biến thành chú bạch tuộc nhỏ rồi. Let's go. Đi khỏi đây nhé. Thank you. Cảm ơn cha rất nhiều. Sayako mặc rách rưới quá, phải nghĩ cách gì thôi. Không biết sẽ vẽ gì đây ta. Ồ, một chiếc đuôi cá dần xuất hiện. Vẽ từng vảy cá vào chiếc đuôi nha. Tô màu thôi. Màu đen huyền bí ghê. Sử dụng cả màu chì nữa nhé. Ướm ba la biến ra màu cho đôi cánh nè. Thêm xíu nhũ bạc nữa. Trang trí gì cho đuôi cá nhỉ? Những miếng xốp nhũ đẹp ghê. Đính chút ren nữa này. Đính đá cho cánh nhé. Thay đồ cho Sayako thôi. Gỡ đôi cánh rách ra nè. Cực kỳ lung linh nha. Nghĩ ra gì vậy? Hey. Cùng làm trái tim tình bạn nhé. Frank thích Sayako quá đẹp. Yes. Yes. Chúc mừng cả hai cặp đôi nha. Một khu rừng ghê rợn. Sợ quá. Rung cầm cập nè. Biển chỉ dẫn kìa. Chúng ta đi thôi. Chủ khách sạn đang tức giận. Gắt gỏng quá. Khách kia. Hả? Thay đổi thái độ luôn. Welcome.
Chúng tôi muốn thuê phòng. Các loại phòng nhé. Xin mời quý khách chọn. Đồng thanh gì? Nhưng chỉ có một phòng thôi. Khu rừng đẹp quá. Mời lại đây. Đổi thành quần áo trò chơi rồi. Em bé cũng chơi nha. Cổ vũ nào. Bắt đầu trò chơi nào. Rung quá. Không được cử động. Cẩn thận nào. Đứng im. Em bé vẫn cười. Trật tự đi. Khóc rồi. Đau buồn quá. Thua rồi. Vào phòng xấu nhất nhé. Chúc mừng hai đội. Cuộc chiến vẫn rất căng thẳng. Thi trang điểm nhé. Vui quá. Vẫn mắt nè. Má hồng nữa. Xấu quá. Tệ thật. Anh trang điểm cho em thế à? Son lem ra mặt rồi. Vui chưa? Đều không được. Vẫn hòa. Come in. Chơi uyên nhé. Hai bên đều ra kéo. Kéo thắng rồi. Tức quá. Phòng đơn giản quá. Phòng đẹp tuyệt. Nhạc thật du dương. Phòng tệ ghê. Cố nằm gần nhau chút nữa nào. Thích quá. Hẹn gặp các em ở tập sau nha. Xin chào tất cả các bạn đến với Dose Beauty. Hôm nay là ngày cưới của cô dâu Lady Bush.
và chú rể Kate rồi. Cô dâu Ladybug đang đi chọn váy cưới, nhưng không có váy nào phù hợp. Ngôi sao lấp lánh trên thân váy. Phụ kiện phù hợp cho cô dâu nhé. Lấy thêm bó hoa cưới cho cô dâu Ladybug. Yes. Bây giờ tới phần chọn trang phục cho chú rể Kate rồi. Cho đám cưới rồi. Ở lễ đường có cọc hoa xinh xắn, chúng mình sẽ xếp thêm bàn bánh cưới và tháp rượu vang đỏ để chào đón rất nhiều khách mời tới đám cưới chúc mừng cô dâu chú rể. Cô dâu Ladybug đang tiến vào lễ đường.
Chúc hai người hạnh phúc mãi mãi nhé. Xin chào các bạn đến với Dolls Beauty. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ gia đình mèo vô cùng dễ thương ở nhà Elsa. Thấy Elsa chuẩn bị mặc đồ đẹp đi chơi. Gia đình mèo rất thích thú và cũng muốn có đồ đẹp để mặc. Chúng mình hãy cùng giúp họ nhé. Đầu tiên là trang phục cho mèo bố, là một bộ trung suýt liền thân có áo choàng dài, bao tay và đôi giày cao cổ lịch lãm. Mặc cho mèo bố nào. Wow. Wow, tuyệt cú mèo. Giờ tới vẽ trang phục cho mèo mẹ. Cô ấy cũng có một bộ trung suýt duyên dáng với mặt nạ và áo choàng dài. Hồng trẻ trung và ngọt ngào kết hợp màu đen quyến rũ. Mới rất hợp với mèo mẹ đúng không các bạn? Tiếp tới trang phục cho chị mèo con.
có một bộ jumpsuit dễ thương, nhưng kết hợp thêm chân váy ngắn đáng yêu và túi xách hình mèo. Cho cô dâu Elsa rồi chọn các phụ kiện phù hợp cho cô ấy nhé các bạn.
dâu chú rể thật xứng đôi. Tiếp tới, chúng mình hãy cùng nhau giúp đỡ cô dâu tiên hắc ám có chiếc váy cưới xinh đẹp để mặc nhé. Chiếc váy cưới cũng có dáng phồng dài duyên dáng và khăn von thước tha đội đầu. Sẽ có màu tím nữ tính kết hợp màu đen huyền bí mang phong cách tiên hắc ám và được trang trí đá trắng ở phần eo để trở nên lộng lẫy hơn. Đồ cho cô dâu tiên hắc ám nào. Đầu tiên, chọn một đôi giày phù hợp với váy cưới. Mặc váy và đeo bao tay. Xinh đẹp màu tím, cây trượng phép thuật và bó hoa cưới. Cô dâu của chúng mình đã sẵn sàng. Chú rể tiên hắc ám thật đẹp đôi bên nhau. Chúc mừng hạnh phúc đám cưới của Elsa và đám cưới của tiên hắc ám nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Dose Beauty. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ hai em bé đáng yêu, bé gái Barbie dễ thương và bé trai Ken tinh nghịch. Có hai phòng ngủ đối lập nhau. Phòng ngủ của Ken có tông màu xanh da trời tươi sáng và màu vàng rực rỡ. Bé Ken chưa có bộ quần áo nào để mặc. Chúng mình hãy cùng giúp bé nhé các bạn ơi. À, Ken sẽ có một chiếc trung suýt áo liền quần dễ thương với hai chiếc túi nhỏ xinh để mặc ở nhà thoải mái. Còn khi đi chơi, bé sẽ có một chiếc quần yếm năng động với hình chiếc thuyền nhỏ xinh trước ngực. Bộ trang phục thứ ba của Ken sẽ gồm một chiếc áo dài tay với hình ô tô dễ thương trên áo và chiếc quần dài có túi xinh xắn. Mình hãy tô màu cho trang phục nào. Chúng mình sẽ sử dụng các màu chủ đạo là xanh lá cây tươi tắn, vàng rực rỡ và xanh da trời trẻ trung, đỏ năng động để chúng sẽ phù hợp với cá tính và sự tinh nghịch của bé trai Ken nhé các bạn ơi. Mặc thử cho bé nào.
Nhưng bé khóc, có vẻ không thích bộ jumpsuit xanh lá. Hãy thử chiếc áo hình ô tô dễ thương mặc kèm với quần yếm xem. Bé cũng không thích. Vậy mặc thử bộ quần áo hoàn chỉnh cho bé nhé. Bé Ken cười rất thích kìa các bạn ơi. Chúng mình hãy cất những trang phục còn lại vào tủ quần áo cho bé Ken nhé. Bây giờ chúng mình hãy tới phòng ngủ của bé Barbie dễ thương. Tủ quần áo của bé cũng đang trống không. Chúng mình hãy cùng giúp bé có những bộ trang phục mới thật đẹp nhé. Đầu tiên là một chiếc váy hoa xinh xắn. Tiếp tới là bộ jumpsuit liền thân có hình bông hoa nhỏ dễ thương và phần đôi tất mèo tinh nghịch đáng yêu. Tiếp theo là chiếc váy có phần cổ tròn mềm mại và đuôi váy bồng bềnh kiểu công chúa. Mình sẽ tô màu chiếc váy đầu tiên bằng màu vàng ấm áp và màu cam rực rỡ. Bộ jumpsuit thứ hai sẽ có màu xanh da trời trẻ trung với tất mèo và viền áo hồng ngọt ngào. Chiếc váy cuối cùng sẽ có màu hồng kết hợp với màu tím duyên dáng, mang đậm phong cách công chúa. Mình hãy mặc thử các bộ trang phục mới cho bé Barbie nhé. Chiếc váy hoa đầu tiên có vẻ khiến bé không thích nên khóc rất to. Thử mặc chiếc jumpsuit nhé bé ơi. Ôi, bé còn khóc to hơn nữa. Bé ngoan đừng khóc, bé sẽ được mặc chiếc váy công chúa nhé. Và bé cười rồi các bạn ơi, bé rất thích chiếc váy này đấy. Bé Barbie dễ thương quá. Chúng mình hãy cất các bộ trang phục vào tủ quần áo cho bé Barbie mặc sau nhé. Tới giờ các bé đi vệ sinh cá nhân và tắm rồi. Phòng tắm của bé Ken cũng có tông màu xanh da trời tinh nghịch, còn phòng tắm của Barbie vẫn có màu hồng dễ thương. Nhưng phòng tắm trống quá. Chúng mình hãy giúp hai bé có nhiều đồ trong nhà tắm hơn nhé. Phòng tắm sẽ có các đồ dùng như dầu gội đầu, sữa tắm, bánh xà phòng, lược, thuyền đồ chơi khi tắm cho bé Ken và vịt đồ chơi khi tắm cho bé Barbie. Đồ dùng thật xinh xắn nhé các bạn. Chúng mình sẽ dùng các màu tươi sáng và trẻ trung như xanh lá cây, vàng, hồng, tím và đỏ. Bé Barbie hãy chơi với vịt con lúc tắm nhé. Còn Ken hãy chơi cùng thuyền nhỏ nhé. Sắp xếp các đồ dùng vào phòng tắm cho hai bé. Tới giờ ăn rồi, các bé hãy ngồi ăn ngoan nhé. No. Đồ ăn phù hợp rồi các bạn ơi. Chúng mình hãy giúp các bé có đồ ăn phù hợp bao gồm bình sữa, nước quả,
bột ăn dặm cùng với hai chiếc đĩa đựng và muỗng ăn. Đĩa của Barbie sẽ có hình hoa dễ thương, còn của Ken sẽ được trang trí bằng ngôi sao lấp lánh. Chúng mình cùng tô màu cho các hộp đồ ăn nhé. Đĩa hoa của bé Barbie sẽ có màu hồng ngọt ngào kết hợp với tím và cam. Còn chiếc đĩa ngôi sao của Ken sẽ có màu xanh lá, xanh trời và vàng tươi sáng. Đeo yếm cho bé để khi ăn không rơi vào quần áo nhé. Sau đó xếp đồ ăn vào tủ lạnh để bảo quản. Chơi rồi. Bé Ken có một chiếc xe đẩy màu xanh rất dễ thương và Barbie có chiếc xe đẩy màu hồng rất đáng yêu. Hai bé cùng đi chơi nhé. Ở khu vui chơi, trời nắng đẹp và không khí trong lành, không gian rất thoáng đãng. Hai bé Ken và bé Barbie đi chơi vui vẻ nhé. Như vậy, chào mừng các bạn đến với kênh Dolls Beauty. Hôm nay chúng mình sẽ gặp gỡ các bạn Bonnie, Twilight, Sparkle, Fluttershy, Applejack, Rainbow Dash và Pinkie Pie. Năm bạn Bonnie rất xinh đẹp và đáng yêu phải không các bạn? Các bạn ấy đang vui chơi, nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên một mụ phù thủy gớm ghiếc cưỡi chổi xuất hiện. Rồi mụ ta đã biến các bạn Bonnie trở nên trọc đầu và rách rưới. Phù thủy quá độc ác. Ôi, các bạn Bonnie thật đáng thương. Phù thủy cười đắc ý rồi bay đi. Nhưng tiên xanh đã xuất hiện để giúp các bạn Bonnie. Chúng mình hãy cùng cô tiên xanh giúp các bạn Bonnie có trang phục mới đẹp hơn nhé. Đầu tiên là bạn tóc đỏ. Bạn ấy sẽ có một chiếc váy ngắn xinh xắn, dáng xòe vô cùng năng động, cùng đôi ủng có họa tiết trái tim dễ thương. Thứ hai là bạn tóc tím. Bạn ấy sẽ có chiếc váy kiểu công chúa với đuôi váy có 3 lớp bồng bềnh yểu điệu và đôi giày búp bê có quai vô cùng xinh xắn. Chiếc váy của bạn ấy cũng là chiếc váy công chúa và đôi ủng dễ thương. Và chiếc váy càng đẹp hơn khi được trang trí một chiếc nơ lớn ở eo váy và có phần viền đuôi váy mềm mại. Tới bạn tóc xanh da trời rồi. Chiếc váy xinh xắn của bạn ấy sẽ đặc biệt có thêm phần bao tay duyên dáng bằng phong cách tiểu thư, kết hợp với đôi sundance có phần dây cao vô cùng năng động và khỏe khoắn. Cuối cùng là tới bạn da xanh lá cây. Bạn ấy sẽ có chiếc váy đơn giản nhưng rất trẻ trung dễ thương, với phần vai được đính hai bông hoa xinh xắn hai bên và phần quần tất năng động cùng đôi bốt cổ thấp có phần tua tua mềm mại. Hãy tô màu cho trang phục nào. Xét trang phục đầu tiên, chiếc váy sẽ có màu vàng sáng rực rỡ như ánh mặt trời, kết hợp với phần đuôi váy màu cam rực rỡ để làm nổi bật các họa tiết trái tim dễ thương trên váy. Đôi bút sẽ có màu nâu da bò và các trái tim nhỏ màu hồng.
với chiếc váy thứ hai, chúng mình hãy tô màu hồng ngọt ngào kết hợp đỏ rực rỡ và tím trẻ trung. Đôi giày búp bê màu tím thật xinh xắn phải không các bạn? Sách váy và giày thứ ba được kết hợp màu xanh da trời tràn đầy sức sống, tím duyên dáng và hồng sáng dễ thương. Điểm nhấn là chiếc nhơn sẽ có màu vàng rực rỡ. Còn sách váy tiểu thư có phần bao tay độc đáo, sẽ có tông màu xanh đơn giản nhưng rất trẻ trung và xinh đẹp. Cuối cùng tới sách trang phục thứ 5, đơn giản nhất nhưng nhiều màu sắc nhất, với sự kết hợp màu vàng, xanh than, xanh lá cây và đỏ như sắc cầu vồng, rất hài hòa. Năm chiếc váy xinh đẹp dễ thương, nhiều màu sắc rực rỡ cùng năm đôi giày xinh xắn đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Cô tiên xanh dùng đũa phép biến các bạn bunny từ rất rối trở thành năm công chúa mặc váy xinh đẹp. Nhưng mà các bạn ấy vẫn chưa có tóc, vì thế cô tiên sẽ đi vẽ thêm những mái tóc vô cùng xinh đẹp phù hợp với từng bạn. Các bạn thích kiểu tóc nào nè? Tóc ngắn, dài. Mái tóc là một phần rất quan trọng với mỗi người. Khi chúng ta có một mái tóc phù hợp, chúng ta sẽ rất xinh đẹp đấy các bạn ạ. Bây giờ chúng mình hãy tô màu các mái tóc theo màu sắc đặc trưng với các bạn Bonnie, để cho các bạn ấy thật xinh đẹp và tự tin với kiểu tóc mới nhé các bạn ơi. Đũa phép thần kỳ đang biến ra những mái tóc xinh đẹp cho các bạn Bonnie. Các bạn Bonnie khi mặc váy mới cùng kiểu tóc mới trông rất dễ thương phải không các bạn? Ôi, một phù thủy độc ác lại xuất hiện và cười kinh dị, nhưng cô tiên xanh đã kịp ngăn cản phụ làm điều xấu và biến phụ thành trọc đầu và phải bỏ chạy. Đáng đời phù thủy.